không anh em, mới tin luôn. Ortiga 215 đăng ký 2016, riêng nguyên con, máy gầm êm, sơn si đẹp, mới tân, biển Sài Gòn, thích hợp xe ăn gương, đăng kiểm dài, thích hợp em mua về chạy dịch vụ, xe hoa, cưới hỏi, liên hoan, sinh nhật, giá thành rẻ anh chị nha. Em về được hai em Ortiga nha, một em Ortiga đời này với một em XL7. Đó, XL7 thì biển số Bến Tre hơi bị đỉnh nha, 11611. Anh em nào mua mà để biển số luôn á thì em để cho anh em mình 520, còn anh em mình mua mà sang tên để biển số làm định danh lại á thì sau đó để cho anh em mình 498. Em nó đời 2021 lướt anh chị ha, cực kỳ đẹp luôn. XL7 em có đăng trên hình ở trên cái YouTube em á, có đăng hình trên YouTube ha, anh em lên xem ha. Đó, còn Ortiga này thì đời hấp 215 đăng ký 16, giá rẻ anh chị ha, 315 triệu thôi. 315 triệu, 7 chỗ ngồi, tiết kiệm, siêu tiết kiệm, 100 cây. Anh em mình đi xe này tầm đó khoảng chỉ cỡ có nhiêu ta, 7 lít, số tự động tầm khoảng 7 lít, quá tiết kiệm. Cái dòng Suzuki đến tiết kiệm xăng dữ lắm anh chị. Anh chị qua lựa hết số tự động nè, đầy đủ này, chưa màn hình Android. Anh em nào muốn lên màn hình Android lên 3-4 triệu ha, không mà bán 315 tặng màn hình Android luôn cũng được. Cả miếng dê nè anh chị ha, cam lề nè, trần bọc lại mới tinh luôn. Anh em nào mua thì liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 nha. Xe còn máy còn rin, máy hộp số rin luôn anh chị nha. Nói chung thì giá này quá ư là ok, 315 anh em là xem được, hú em cái nha. Cảm ơn em nhiều, chúc em buổi chiều vui vẻ nha.